Alo. Alo, cho em có nghe được không? Alo. Rồi bây giờ những ai mà muốn nói thì có thể bật cái mic ra vào hình. Rồi các em. Những bạn nào nếu mà cái chỗ mình mà hơi ồn quá thì chúng ta tắt cái mic đi ha, tắt mic đi, rồi khi nào chúng ta cần nói thì mình sẽ mở mic ra nói. Hiện tại chúng ta đang có 11 bạn đang ở trong đây. Hồi tuần trước vào cái giờ này, lúc mà tôi tạo cái Zoom meeting này lên thì thì cái ID nó bị thay đổi mà tôi không biết, cho nên như vì vì vậy cho nên mấy em không có vô được. Và tôi cũng ngồi đợi không thấy ai hết. Thì nhưng mà ở trên cái trang FHQLMS đó thì tôi đã post hai video clip của hai cái lớp trước đó, thật sự là của một lớp học hôm thứ hai. Thì trong đó nội dung cơ bản cũng chỉ muốn nói với mấy em những cái đó thôi, thì không biết là mấy em đã xem cái đó chưa? Dạ xem rồi ơi. Tất cả xem Em hết rồi xem đúng rồi. không? Rồi thì như vậy trong Ừ. đó nó nói sơ lại để có thể là một số bạn chưa có xem, thì trong đó trong cái clip đó là tôi đã giải thích là cái cách học của lớp chúng ta nó sẽ như thế nào, nó sẽ không có giống như là cái lớp học bình thường như khi mà ở trên trường ha, mà trên hình thức online này thì cái nội dung bài học của các em là sẽ lấy từ trong sách và từ trong cái video clip bài giảng trên cái trang edX đó. Thì mỗi bạn tạo một cái tài khoản của mình và xem bài giảng trên đó. Cái sách giáo khoa thì tôi đã tìm được cái sách mà cái trang edX đó nó dạy theo, cho nên hôm qua tôi cũng mới up lên trên cái trang FHQLMS đó, thì không biết em có thấy chưa? Rồi, đó. Cái cuốn của Zundan, em có thấy không? Alo, một sự im lặng rồi Thầy up ở trong mục nào vậy thầy ạ? ngay ở phần course information, ngay phía bên ngoài luôn, ngay chỗ cái ID với password đó, thì tôi mới như ngay đầu trang luôn. Textbook is here. Thầy ơi. Thì đó thì đây trên cái trang Zoom tôi đang mở cái đó ra, không biết em có thể đang thấy không? Đó thì đây cuốn sách Chemistry mà cái trang edX đó người ta dạy theo cái cuốn này. Đó, thì khi em mở ra em sẽ ví dụ mặc dù cái cuốn này là dày tới 1.200 trang nhưng mà chúng ta sẽ chỉ học một phần trong số đó đó thôi, chắc tầm hơn nửa đúng không? Chắc tầm một nửa thôi ha. Chúng ta sẽ học từ chương 6 chapter 6 thermochemistry đây cho đến chương thứ 16. Nhầm. Đến chương 17 luôn. Như vậy là hết 12 chương. 12 chương ha. Tuy nhiên đó là cái nội dung học từ trước đến giờ khi mà học trên lớp face to face. Nhưng mà học trên cái tình hình học ở đây online như này thì không biết trước được là cái tiến độ nó sẽ như thế nào, thì chúng ta cứ học thôi, rồi cứ tới đâu học tới đâu rồi thi tới đó. Thì như vậy đây chính là cái tài liệu học tập sách giáo khoa của mấy em đây nè. Đó. Và cái sách giáo khoa này thì trên cái trang edX đó người ta giảng theo đúng cái trình tự ở đây luôn. Ví dụ như trên cái trang FHQLMS hôm nọ tôi dặn em là học từ nghe cái bài giảng trên edX đó từ 7.5 cho đến 7.9. Đó thì không biết em đã xem chưa? Rồi trả lời đi em. Chưa xem. Alo. Rồi các bạn lần Tôi lượt xem bỏ sơ. ra và nói coi. Có xem sơ rồi thầy. Xem sơ rồi. Không, phải xem kỹ nha. Rồi, thôi rồi. Nếu cái tuần đầu coi như mình gọi là xé nháp thì từ tuần này giờ tôi dặn chính thức luôn ha. Tức là từ hôm nay đi, hãy mở cái trang edX đó ra
Đâu rồi, edit. Đây ha. Vô trong đó nghe bài giảng thì để mở ra ha. Ủa em có đang thấy tôi chuyển sang cái trang trang web không? Trang web của edX không? Không thầy. Không thấy hả? Dạ không thầy ơi. À nó bị pause. Có thấy không? Có thấy à, đây vẫn là cuốn sách mà. Rồi. Thấy chưa? Thấy chưa mấy em? Thấy rồi. Dạ thấy rồi thầy. Thì mấy em thấy với cái cách, với cái kiểu gọi là tín hiệu nhiều khi nó như vậy mà cái việc sử dụng phần mềm chúng ta cũng chưa quen á, mà học và cái nội dung học mà dạy theo kiểu trực tiếp giống như vậy nó sẽ rất là không có hiệu quả. Cho nên cách học tốt nhất là mấy em sẽ xem những cái clip bài giảng ở trên đó, ở trên edX này, rồi đọc sách, tự đọc sách, tài liệu nó đã viết rất là chi tiết cụ thể rồi. Đó, đọc mình sẽ hiểu, cứ cho là hiểu có được 70-80% là rất là tốt rồi đó. Thì những phần còn lại chỗ nào chưa hiểu thì những cái buổi trên Zoom như thế này nè, thì mấy em sẽ hỏi, tôi trả lời. Hoặc là tôi hỏi mấy em trả lời, mà mấy em trả lời không được thì biết là không hiểu rồi đó. Đó. Rồi ngoài ra, những chỗ nào mà không hiểu, thắc mắc thì mấy em có thể gửi, tốt nhất là post lên trên forum đi. Để ví dụ có một câu hỏi nào đó về nội dung bài học thì post lên, thì biết đâu có nhiều bạn khác cũng gặp vấn đề giống như mình, cũng thắc mắc giống như mình, thì bạn nó sẽ xem cái câu trả lời của tôi ở đó luôn. Thì trong tuần, lẽ ra trong tuần vừa rồi là các em đã phải đọc, phải nghe và học phần 7.5 cho đến 7.9. Tuy nhiên cái phần 7.5 này, ủa hình như nó bị khác một tí hả? Em học từ phần 7.5 cho đến 7.9. Tuy nhiên phần quantum mechanics là chúng ta biết sơ sơ, tức là nghe sơ thôi chứ không cần phải học kỹ cái chỗ này. Không cần học cái chỗ này tại vì nó chỉ là một cái giới thiệu để từ đâu mà nó ra cái quantum numbers này thôi. Đó, rồi cái orbital shape and energy này là cần. Rồi học tiếp đến 7.6, 7.7, 7.8, 7.9. Đó, và lẽ ra trong tuần này là bắt đầu là tuần thứ hai rồi á, thì mem sẽ phải bắt đầu chuyển sang 7.11, 7.12 và 7.13. Đó, như vậy là trong 2 tuần là chúng ta học hết nguyên cái chương này. Rồi thì nếu không biết là những bạn mà đã có học rồi, có xem rồi thì có câu hỏi gì không? Hoặc là về cách học á, có nào mấy em chưa rõ cần giải đáp không? Thì những buổi Zoom này chỉ là mấy em phải hỏi, tôi trả lời. Chứ không phải là chỉ nói một chiều là tôi sẽ giảng bài như bình thường ha. Sẽ hoặc tôi hỏi mấy em trả lời, hoặc là mấy em hỏi tôi trả lời. Sao mấy em? Rồi, hiện nay có mới có 13 bạn thôi, lớp hình như phải gần 40. Đó, cho nên rõ ràng là trên những cái buổi giống như vậy sẽ rất là khó mà toàn bộ cả lớp có mặt được hết. Đó, sẽ có những bạn không tham dự được. Cho nên cái tốt nhất là chúng ta sẽ học trên những clip trên YouTube, trên những clip và giảng có sẵn. Sao, có vấn đề gì hỏi không mấy em? Thầy ơi, em nghĩ mình nên lập một cái group trên mạng xã hội đó để dễ kiểu để tiện trao đổi nhau hơn. Mạng xã hội hả? Mạng gì? Tại chứ Facebook hay Zalo cũng được. Zalo, nếu vậy thì một bạn lớp trưởng nào đó tạo với tập hợp cái danh sách và... Ủa nhưng mà để làm gì ta? Tại em thấy cái MS mình hơi khó để kiểu theo dõi cái lịch học á, nhiều bạn cũng dễ bị lỡ lắm. Thực ra lịch học thì nó sẽ như vậy nè. Tức là vào mỗi thứ tư vào buổi chiều lúc 1 giờ như vậy là em cứ vô thôi, mình không có gì thay đổi hết. Còn có gì đâu, lịch đâu gì khác nữa đâu. Có thể là cái buổi đầu tiên mình không có biết thì mình bỏ lỡ thôi. Đó. Thì nếu muốn thì mấy em cứ tự lập group đi rồi kêu rồi add tôi vô cũng được, không có đề gì hết. Đấy, ý tôi chỉ là nó không cần thiết thôi. Tại vì lớp của chúng ta là có nhiều ngành trong đó học, thì nhiều khi mấy em không có được hết số điện thoại hoặc không có hết Facebook thì sao?
rồi. Sao? Mấy em thấy sao? Các môn học khác là sao? Như vậy mỗi môn là mấy em đều có một cái group riêng hả? Dạ, gần như vậy. Thế ai là người lập cái group đó? Lớp trưởng thường hay là trợ giảng, thường là trợ giảng và thầy trợ giảng viên lập. Trời, cái giờ này trợ giảng nó cũng ở, cũng nghỉ, đâu có ở trường đâu gặp đâu mà làm việc của trợ giảng. Đó, một số giáo viên họ có kiểu trợ giảng riêng thôi, đâu phải giáo viên nào cũng có trợ giảng mà. Trợ giảng. Thôi như vậy, em có phải lớp trưởng không? Em nói với bạn lớp trưởng của em đi là hãy tạo một group Zalo của lớp em mà có cái môn hóa đại cương này, xong rồi thêm tôi vô. Thì thường tôi dùng Zalo nhiều hơn là Facebook. Được hơn em thì sao, có thông báo gì tôi nhắn trên đó một cái thì nó cũng nhanh. Thì có cái là em biết ngay luôn. Còn không, bình thường thì tôi cũng nhắn trên trang online, mà nhắn trên cái hệ thống tin nhắn của trang online. Mấy em có hay vô đó để biết xem là có biểu chứ đúng không? Vậy em thầy nhắn trên hệ thống trang online cũng được thầy. Rồi nhắn online. Thì hầu như tuần nào cũng gặp giống như vậy. Đó, rồi nếu mà có gì thay đổi là tôi sẽ nhắn trên trang online thì sẽ toàn bộ lớp nhận được hết luôn. Tại vì lớp mình có nhiều ngành học trong đó chứ không phải chỉ cái ngành mà em đang học. Ngành em đang học có thể có mười mấy người thôi, nhưng mà còn những ngành khác nữa. Rồi vậy ha. Đó về cách học. Thôi nếu vậy thì có lẽ là mấy em chưa có xem bài trước rồi thì cũng không có gì để hỏi. Thì thôi thì về nhà, ở nhà xem đi. Xem rồi nhớ phải có cuốn tập học đàng hoàng, chứ không phải chỉ xem mình nhớ trong đầu hết đâu, phải vừa xem vừa ghi chép ghi chú lại giống như học trên lớp vậy đó. Đó, rồi khi những buổi Zoom như này cũng phải mang cuốn tập ra, ví dụ trong lúc học ở nhà có gì thắc mắc là viết câu hỏi sẵn ra đi, và lúc những buổi Zoom về thì hỏi nè, rồi lúc mà tôi trả lời hay là những bạn khác hỏi tôi trả lời thì em có biết được thêm cái gì, có cái thông tin gì thì cũng ghi chú vô, lúc nào cũng phải có quyển tập và cái bút kế bên ha. Rồi thì như vậy ở mỗi buổi Zoom á, đầu tiên là mấy em sẽ hỏi tôi trước, tức là mấy em có thắc mắc gì hỏi. Sau khi mà trả lời hết các câu hỏi của mấy em xong thì tới lượt tôi sẽ hỏi mấy em về cái nội dung của cái bài tuần trước đó. Thì cái cách hỏi của tôi là chúng tôi sẽ tạo một cái game cao hút, không biết là mấy em có học những môn khác, các thầy cô nào dùng cái đó chưa, biết dùng không? Dạ, dùng vào môn ngôn ngữ, mấy môn tiếng Anh. Có đúng không? Nếu vậy thì giờ mình chơi thử, tức là mình chơi thử, đồng vừa là chơi, vừa là ôn lại cái thông tin về cái lớp học, cái môn học này, xem em có nắm được chưa ha, ví dụ tài liệu thì cũng đâu, rồi nếu cần hỏi thì thông qua cái gì ha. Được không? Được. Sao mấy em? Bây giờ hãy vô. Nhưng mà nếu mà em đã xem cái clip thứ hai trên cái trang FHQLMS rồi thì chắc em cũng biết mấy câu trả lời hết rồi. Nghe khỏi ta. Thì ơi, em cần hỏi những cái em thấy trên trang FHQ của thầy có mấy cái những bài tập thầy không biết khi nào tới chừng nào thì sẽ làm những bài tập này thầy. Rồi, các cái bài tập trên cái trang FHQLMS đó thì mỗi tuần sẽ có một bài, tuy nhiên do cái tuần vừa rồi bận có nhiều lớp mới cho nên tôi chưa có thêm cái bài tập tuần 1. Như vậy là với cái môn General Chemistry này thì mỗi tuần em sẽ có một cái bài homework. Cái bài homework này sẽ tính điểm, sẽ cho em làm nhiều lần và cái thời gian làm bài là một tuần luôn. Thực ra cái homework này mục đích chính không phải để lấy điểm mà để em tự kiểm tra lại, tự ôn bài, tự kiểm tra xem coi mình đã hiểu bài được bao nhiêu, được chưa, hiểu bao nhiêu phần trăm thôi. Và cái điểm của nó cũng chỉ có một phần thôi ha. Tất cả những bài homework đó lấy trung bình ra cũng chỉ chiếm có 1/3 điểm quá trình của mấy em thôi. Đó. Thì mỗi tuần sẽ có một bài riêng, tuần 1 vừa rồi do tôi bận, tôi chưa có kịp tạo gì hết. Nên tôi sẽ tạo sau, khi nào tạo xong tôi sẽ báo với mấy em là bài của tuần 1 đã xong rồi. Mấy em vô làm từ ngày mấy cho xong. Rồi tuần này là tuần thứ hai rồi thì đã có sẵn cái bài của tuần thứ hai đó rồi, tôi sẽ chỉnh lại cái thời gian thôi đó. Thì mấy em cứ làm cái bài trên đó rồi nếu như có thắc mắc gì thì tuần sau lên Zoom như vậy sẽ giải đáp, hoặc là những bạn nào mà
Cái giờ Zoom như vậy mà em có việc bận không lên được thì gửi câu hỏi trước lên trên forum đi, rồi tôi sẽ trả lời trên forum, đồng thời vào cái buổi Zoom này tôi cũng trả lời luôn. Mỗi buổi Zoom này đều được ghi hình lại hết thì em có thể xem lại cũng lúc nào cũng được. Được chưa? Như vậy nói ngắn gọn là mỗi tuần có một bài và tôi sẽ thông báo rồi em sẽ thấy ha. Riêng cái tuần 1 là do trục trặc cho nên chưa có thôi, chứ tuần 2 đã có rồi đó. Thì cứ ôn bài, học bài cho kỹ rồi vô làm. Mỗi bài đó tôi cho làm nhiều lần cho nên em làm một lần thấy cảm thấy điểm thấp, cảm thấy mình có chỗ nào mình có vài vài câu mình không biết câu trả lời thì mình mở sách ra mình xem lại cái phần đó. Đó rồi làm lại thì các bài này được tính điểm là lấy điểm lần làm cuối cùng. Như vậy ví dụ tôi cho em cái bài đó mỗi người được làm 5 lần thì làm lần thứ một lần đầu tiên điểm thấp quá, làm lại lần hai điểm cao hơn tí, hy vọng là như vậy ha. Tức là càng càng làm lần sau thì điểm mình càng cao và tôi sẽ lấy cái điểm cuối cùng, điểm lần làm cuối cùng khi mà em cảm thấy là điểm nó cao nhất hết rồi, làm nữa sợ xui xui nó bị điểm thấp thì tôi dừng lại, tôi lấy điểm lần làm cuối cùng. Rồi sao được chưa, câu hỏi như vậy trả lời được chưa em? Dạ, ok. À rồi các bạn khác thì sao? Hả? Không vấn đề gì hết gì? Đó như vậy em sẽ thấy là những cái buổi Zoom này á, nó sẽ chỉ có hiệu quả, nó mới đáng cái thời gian em bỏ ra lên khi mà em có vấn đề cần giải đáp thì em lên đây mình hỏi. Còn nếu em không biết hỏi cái gì, không có cái gì để hỏi, tôi cũng không biết trả lời cái gì hết thì sẽ rất là mất thời gian ha. Đó. Thì ít ra là mất được cái nửa đầu đó thì cái nửa sau tôi sẽ đặt những câu hỏi về cái bài tuần trước để em tự kiểm tra thì cũng được. Và trong với mỗi câu hỏi đó thì tôi sẽ giải đáp luôn, giải thích luôn. Rồi bây giờ em có muốn chơi cái game Kahoot một lúc để ôn lại những cái thông tin về lớp học không? Hay là em đã xem cái hai cái clip ở trên đó là cũng biết rồi đó. Không cần biết chơi. Sao trả lời với em? À, chơi cũng được. Rồi chơi cũng được hả? Đây này 6 câu hỏi lên đây. À, một câu hỏi em ở đây vô cái pin game pin đây em vô thử có được không, đang có 17 người. Thật ra đúng là cái môn này á, là học bằng tiếng Anh. Nhưng mà không biết là em cảm thấy là nghe clip trên edX bằng tiếng Anh, người bản ngữ nói, đọc sách tiếng Anh, bài tập cũng tiếng Anh vậy đủ chưa? Hay em có muốn là trên cái buổi Zoom này chúng ta cũng nói tiếng Anh luôn không? Có muốn luyện tập tiếng Anh không? Cũng được thôi. Sao mấy em thấy làm sao? Cũng được rồi. Ok. Only 4. So where are the others? Are they sleeping? Minh Huy, Hồng Hải. Ánh Dương, are you here? Tuấn Anh. Đây thầy. Okay. Nghe thầy. Oh,
My connection was lost. So, is only the connection with Kahoot is lost, or on the Zoom also? Do you still hear me? Oh. Yeah, I can't hear you. So maybe the connection with Kahoot only, but there are only four players here, five. Seven. In the next time, please use your real names. Real names, not CL, someone, okay. Who is here? 14. 14 already. We have totally 18 students today, but there are only 14 players. Where are the other four? 15. So I think let's begin now. Let the other come later. Okay, let's start. Very easy. Okay, time's up. Oh, there are 8 of you got the correct answer and 5 is not correct. Maybe these 5 students did not look at the instruction. So the video lectures, where can you find it? It will be on edx.org, not LMS or online or FSQ LMS size. Okay, on FSQ LMS, you will get the textbook, the homework, and all instructions by me. But the video lectures will be only on edX, okay? On the online system, I will send some announcements if something urgent. We will not work on LMS. Oh, but 4 of you has chosen LMS, okay. Hữu Lâm, Bích Diễm, they are the fastest. Next. In fact, for your class, the example should be all Wednesday, not Mondays or Tuesdays. Yeah, 9 of you are correct. Yes, the question is, do you have to attend the Zoom classroom on every Wednesday like this? The answer is no, because I will be on Zoom
on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays for general chemistry classes. So you, if for some week you cannot attend on Wednesday, you can go on the Monday or Tuesday sessions. So you can attend any scheduled day of the week. The question, no, the instructor is online 24/7 is not correct. I will be online only at some times of some days of the week. Okay. The answer, yes, even if I have understood all the materials for that week. In fact, if you understand all the material of that week, you may just stay at home and sleep, and you don't need to attend this classroom if you have no question and you are sure that you understand all the materials of that week, so you don't have to attend this Zoom. Okay, do you have any question? No? I think Bích Diễm and Hữu Lâm have watched the video, so that the answer very fast. Next one. All right, now you are correct. So if you have a private question, keyword is private, it is something that you don't want other students to know, so you should ask me through email, and this is my email. So you should write down this email on your notebook, so that when you have any question, you can send an email to me. But if you have question about the material, the chemistry, so you can post the question on the forum or ask me directly on Zoom like this. Yeah. Oh, where is Bích Diễm? She got the not correct answer. Okay. Oh. Well, you answer very fast. Okay, great. That's correct, because in this class, as we can see, I'm the only one showing my face here. Okay, it's just a joke, okay? Don't worry. Okay, the score test is very important. I think one of you has gone somewhere. He's not here. 16 is here. Okay. There are still four students not knowing when will we have the test. So yes, we will have two tests, and this test will be scored. The first one will be at the eighth week, or in the middle of the term.
And the last test will be on the last week of the term, okay? So be prepared when we are reaching the eighth week of the term. You have almost the same score here. Very easy, true or false. Right, all the Zoom classroom sessions here will be recorded so that anyone who cannot attend this class can view it later. Oh, very fast. In fact, all the choices here are correct. So when you listen to the lecture on EDX and you don't understand, the first question is, did you not understand because of you cannot hear the words that the lecturer say? So the first thing you can try is to turn on the caption on this side. And when you after turning on the caption and you still don't understand, the next thing you can do is read the textbook, okay? Because in the textbook, everything is explained in detail, so that I think you will understand better. But even if when you have read the textbook and you still don't understand something, you will ask me on this Zoom classroom or give me an email. Send me an email or post a question on the forum. So all the choices here are correct. Okay. And remember that you have to try yourself first before asking me, right? You should try solving the problem by yourself first. So when you have something not understood but in the lecture, the first thing is try to look for the answer elsewhere, not from the instructor like me. So turn the caption and read the book. Okay. Right. So remember that all the homework on FSQLMS are counted. Their score. So you should not skip any of them. Okay. You should do all of them. So that's all the information that you should know for this class. And we still have 4 minutes for this period. So do you have any question? No? So if you have no question, I think we should end here because there's nothing to say between us now. After watching the videos, the lectures, you will have questions. And the next week, we'll meet and answer your question. Okay? And on the next week session, we will have some Kahoot questions like this, and the content of this question will be about the lectures. Okay. So, bye bye. Do you have any question? Really, no? Where's the chat here? Zoom, right? 4 minutes, 3 minutes. You have no questions, so let's finish here. Okay. Yeah,
Từ 7.5 tới 9 đúng này. Rồi chào các em. Rồi các em có thể thoát ra ha. Rồi tôi sẽ tắt tự động luôn ở đây. Nha. Đây tuần này học từ 7.5 đến 7.9 này. Hả hả? Vậy là tuần này học từ 7.5 đến 7.9 đúng rồi. Đợi xíu nha, sao tiếng bé quá. À, nói lại. Dạ tuần này là học từ 7.5 đến 7.9 đúng rồi. Vẫn nghe không rõ em ơi, em có thể gõ lên được không? Rồi nó rè, lúc em nói nó bị rè. Nó là... Bạn ấy nói là tuần này mình học bài nào á thầy? Bài nào trên EDS? 7.5 cho đến 7.10, 23 giờ. Nói chung là hết á. Học cái bài của tuần trước và học bài của tuần này luôn. Ok. Không, tuần học từ 7.5 cho đến 7.13 luôn học hết. Tại vì em biết là cái lớp thứ hai và lớp thứ ba là đã học 2 tuần rồi, học là đến 7.12 rồi, thì chúng ta cũng cố gắng theo để những cái buổi trên Zoom như này chúng ta cùng một cái tiến độ với nhau cho nó dễ làm việc. Ví dụ như những bạn nào ở lớp trước có thể vô cái lớp thứ tư này học, hoặc em lớp thứ tư em chuyển sang lớp thứ hai, thứ ba lên Zoom cũng vẫn được, nó cho tiện. Về các cái thông báo trên FHQ với các cái hạn làm bài nó được đồng nhất với nhau, làm tuần nào đến tuần đó cùng một cái thời điểm hết hạn giống nhau luôn cho nó dễ. Thì cố gắng lên chúng ta. Ủa, em học mấy môn ha? Học kỳ này là có mấy môn học vậy? Còn 2 phút nói luôn để biết thông tin rồi mấy em mức độ bận rộn tới đâu. Một bài nói 10 môn thì. Mấy? 10 môn thì. Nghĩa gì? Thế đó hả? À không, rất là chưa tính thực hành. Nếu không có thực hành thì chắc khoảng 7 môn. À không, thành 7 môn cũng là nhiều á. 7 môn học trên Zoom vậy, như vậy trung bình mỗi ngày thực ra mỗi ngày có một buổi giống như vậy thôi đúng không? Thì tôi chịu khó cái tuần đầu vừa rồi, tuần rồi mình được nghỉ ngơi cái môn hóa này, giờ mình học bù đi ha. Bữa nay là tuần như vậy là chúng ta học từ 7.5 đến 7.12. Riêng cái 7.5 nó cái phần quantum mechanics thì biết sơ sơ thôi, không cần phải nắm cố gắng hiểu cái chỗ đó đâu. Chủ yếu là từ cái chỗ quantum numbers đó. Rồi vậy thôi nha mấy em. À, tắt nha. Bye bye này. Ừ, chào mấy em. Em chào thầy. Rồi chào các em. Rồi có bạn 11 bôn luôn. Rồi.